Sau đây là 10 lời khuyên phong thủy giúp khu vực bàn làm việc của bạn hoàn thiện hơn. Số 1. Trước tiên bạn nên tìm hiểu xem bạn được phép mang những gì vào nơi làm việc và chọn ra vị trí tốt nhất cho chúng. Một số thứ được đánh giá tốt theo phong thủy nên có trên bàn làm việc, bao gồm cây xanh thanh lọc không khí và một số các đồ vật giàu năng lượng như khung ảnh thể hiện những khoảnh khắc hạnh phúc, các tác phẩm nghệ thuật tươi sáng, truyền cảm hứng với sắc màu sống động. Thứ hai, bàn phải hướng ra cửa. Khi chọn phòng làm việc, bạn cần xem xét kỹ để phương và vị hợp với tuổi của mình. Bàn làm việc phải luôn hướng ra cửa nhưng không đối diện với cửa ra vào. Cách làm này giúp cho người làm việc luôn tỉnh táo, thông minh và làm việc hiệu quả. Không nên ngồi quay lưng ra cửa vì đây là vị trí ngồi thiếu chỗ dựa không mấy tốt lành. Thứ ba, sau lưng người ngồi phải có điểm tựa. Điểm tựa này gọi là sơn hay gọi là núi. Chúng ta thường nhắc đến theo phong thủy gọi là lạc sơn. Cách sắp xếp này làm cho người ngồi có nhiều quý nhân phù trợ, đồng nghiệp trở nên thân thiện hơn, sự nghiệp thăng tiến. Thứ tư, tránh sau chỗ ngồi có cửa sổ. Nếu kê bàn làm việc theo lối này, người ngồi sẽ ngăn đường đi của gió và ánh sáng. Theo cách nói của phong thủy là sự chặn lại sự lưu thông của khí, biến sinh khí trở thành sát khí. Người ngồi làm việc ở tư thế này trước sau cũng gặp thất bại. Thứ năm, không nên kê bàn làm việc ở giữa phòng. Vì khi đó, cả bốn bên đều thiếu điểm tựa. Người làm việc luôn ở thế cô lập, không được nâng đỡ về tinh thần và sự nghiệp, thiếu tỉnh táo và dễ mắc sai lầm. Thứ sáu, màu sắc của bàn làm việc nên chọn phù hợp với mệnh theo ngũ hành, sẽ là yếu tố tương sinh trong công việc. Ví dụ người mệnh hỏa nên chọn bàn màu hồng nhạt, màu đỏ hay màu cam, màu tím. Mệnh thủy thì nên chọn màu đen, màu xám, màu xanh biển sẫm. Mệnh kim thì sẽ phù hợp với màu trắng. Mệnh thổ là màu vàng.